mình về, nguyện làm một chiếc lá đa xuân về. Khi mà thầy nghe Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện trước Quốc hội thì thầy rất là phấn khởi. Và bây giờ chúng ta đã mang tiếng là đi vào cái nhóm của những quốc gia hùng mạnh, những nhóm quốc gia có tiềm năng kinh tế, thì chúng ta bây giờ là chúng ta phải sống mà nền nếp hơn, nền tảng hơn, căn cơ hơn, và chúng ta phải tự tin hơn. Chúng ta đã sang cái thời kỳ chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta phải có những cái thông tin trao đổi với nhau, chúng ta có những cái tài liệu mà chúng ta phải cho nhau, để mà những cái người ta tới thăm đâu đất nước chúng ta, họ phải có một cái tối thiểu, chứ không phải là cứ đánh Google và Thái Nguyên bao nhiêu đấy, cái gì thì như thế không được. Có nghĩa rằng là câu hỏi lại là chúng ta có yêu nước không? Nếu chúng ta yêu nước thì chúng ta sẽ biết được một trang về làng mạc của chúng ta thì chúng ta có làm nổi không? Tức là một người nước ngoài mà muốn hiểu cái trà Việt Nam nó là cái gì thì mua luôn cái vé vào cái con đường kỳ diệu của trà, là lúc đó là khám phá là bao nhiêu tất cả. Thầy nói luôn, cái này là cái hướng khởi nghiệp, đó là cho chúng ta là cả chục ngàn người làm vẫn còn thiếu đấy. Nếu mà bạn nào hứng chí là nên làm đi. Vậy mà tại sao vậy? Tại sao mà từ thế kỷ thứ 18 và đến bây giờ thì Tây Đi đó, cái doanh thu của nó toàn thế giới giờ này chắc nó phải hàng ngàn tỷ đô la. Mà Đông Y anh nào cũng giữ cái bí quyết của mình chưa? Và thành cuối cùng ra là Đông Y vẫn người nào cũng cửa tiệm 4 thước, 15 thước, rồi có những cái hộp nó gọi là bốc bốc thuốc. Thì thầy cũng nói rằng là cũng tốt thôi, nhưng mà mình không phát triển. Đó là tại vì chúng ta nghĩ rằng là cái tư duy giữ bí mật, giữ cái bí quyết làm cái tư duy tốt, thật ra sai hỏng. Chúng ta phải cùng nhau kề vai sát cánh, làm cho các nước khác tới nước mình và họ phải bất loạn lên, là cái gì họ cũng không mua được thì mới được. Chứ còn mà nếu mà chúng ta mà là tới tiền tôi nha, thì nó sẽ là cái sự giằng co, là mình phải dắt tầng sân bay, là bất mỗi một du khách xuống này tới nhà tôi nha, đừng cứ tới nhà hàng kia nha. Thì cái đó chúng ta cũng biết là không bí quyết. Chúng ta hãy chia sẻ nhau. Cái Tây bây giờ các em biết là nó có những cái công bố là ai khám phá ra cái gì là phải công bố để cho toàn thế giới người ta thì nó cùng biết. Ví dụ như là vợ thầy bị ung thư não, là bác sĩ chữa làm sao là nó công bố luôn. Tao bảo rằng là hôm nay vui quá, là tại vì là tôi trích cho bà ấy cái thuốc này thì tôi thấy rằng là cái thuốc đó nó có ảnh hưởng tốt, thấy bà ấy tỉnh dậy đấy. Thế thì rồi cái người khác người ta bảo thì tôi tự làm đó, xong rồi người ta lại công bố ngược lại là trong cái trường hợp của tôi thì cái kết quả nó không tốt bằng. Đấy là người ta đi tìm nhau, xong rồi cứ thế, bác sĩ nơi này, bác sĩ nơi đó, người bên Ba Lan, người bên Pháp, người bên Mỹ, nó đóng góp vào. Và sau vài năm thôi là toàn thế giới người ta biết chữa cái bệnh ung thư đó. Thế thì chúng ta phải có cái thay đổi là giúp cho nhau trồng nhãn, trồng nhất. Thầy nghĩ đến em nó trồng nhãn rồi trồng sởi viên cái gì, thì chúng ta trao đổi cho nhau để mà chúng ta trở thành cái đất nước nó trù phú và nó có chất lượng cao. Thế thì khi mà thầy nghe Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện trước Quốc hội thì thầy rất là phấn khởi, bởi vì thầy thấy rằng là những cái ý kiến của Tổng Bí thư đó rất là theo cái thời thế mới. Ông ấy mình có cảm tưởng như là ông ấy hấp thụ được tất cả những giá trị mới của cái thế giới mới, cái thế giới mà nó có cả AI nữa, ông hấp thụ và ông đã nhìn thấy rõ nhiều vấn đề đó. Thế thành ra là thầy cũng có cái niềm rất lạc quan. Bây giờ đất nước chúng ta có thể vươn lên được, thì hôm nay thì thầy muốn chia sẻ với các em hiểu vươn thì vươn như thế nào để mà chúng ta cùng nhau vươn. Chúng ta là một nước mà nói thật tình, nếu mà mình nhìn thật kỹ đấy, thì mình có quá nhiều thứ, thành ra chúng ta dễ bị ỷ lại lắm, dễ ỷ lại lắm, tại cái gì cũng có, cái gì cũng giàu. Thế thành ra là không làm gì thì cũng sống, thành ra là một số mang cái tư duy là không làm gì. Nhưng mà thật ra cái đó nó phí đi. Thầy không phải là cái người mà tin rằng là người nào cũng phải làm giàu tối đa nha. Thầy không tin là cái gì làm giàu tối đa đâu. Nhưng mà chúng ta tạo sự chủ phú trong cái sự cân đối cuộc sống, tìm cái hạnh phúc và tạo cho mọi người xung quanh, cái điều đó là điều nên làm. Thế thì cái việc đó chúng ta, tất cả chúng ta chưa làm, chúng ta chưa hỗ trợ cho nhau. Đấy, chẳng hạn như thầy dám chắc là nói chuyện với anh Hiệp là thầy rất kính nể, thì
có thể là các em đã chưa có ý nghĩ là tới học anh hiệp, mà trong khi nó người này mà có bao nhiêu điều để dạy chúng ta, anh hiệp bao nhiêu điều để dạy những người em nhỏ, chỉ ngồi cạnh anh thôi, ăn uống với anh thôi, rồi hỗ trợ anh một chút về sức lực, thì là học được bao nhiêu thứ chúng ta tới. Thầy đề nghị là bây giờ là nếu mà anh mà có đủ sức khỏe, anh mà nó tới cho tôi trông thấy anh làm, trông thấy anh suy nghĩ sao, tất cả mọi người cùng tin. Thì thầy nói chẳng hạn như là Dư chẳng hạn là một nông dân, cái phao của Dư đó thì là bây giờ cũng đã nổi tiếng lắm rồi, nhưng mà Dư là học ở bên Israel, những cái phương pháp nông nghiệp Israel, thì tất cả mọi người có thể cùng học những cái phương pháp mà người Israel, cái tinh thần họ làm nông nghiệp như thế nào. Hay là bạn Phong có tàu du lịch đó. Thì thầy đã cái cách đây chỉ 3 năm 4 năm thôi, thì thầy cũng đi cái tàu du lịch, thì hồi đó có mỗi tàu đó cũng 2 tàu, ở đó 2 tàu, bây giờ 10 tàu rồi. Thế mình thấy là học được của nhóm nhất đi đâu, thì Phong đâu có sợ nó có thêm 30 cái tàu nữa chứ, không có sợ. Chúng ta cùng sống với nhau, cùng vui với nhau, để chúng ta tạo cái hệ sinh thái, thì vươn lên là vươn lên với nhau, chứ không phải rằng là mỗi người một bí quyết, là mỗi người đóng cửa ra không nên làm cái chuyện như này. Chúng ta có đủ khả năng, đủ giàu để mà làm cái gì chúng ta cũng có đầy đủ cho mọi người. Thành ra là chúng ta nên làm với nhau cho nó vui, và chia sẻ với nhau những cái công nghệ đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta chia sẻ nhau những công nghệ. Đây là vươn lên là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhì là chúng ta vươn lên đó, là có một điều mà thầy nói cái này các em sẽ bất ngờ, là cái nước chúng ta không chia sẻ thông tin cho nhau đủ đâu. Nên chẳng hạn như là sáng nay đó, thầy cũng có điều nói đó, là có các đại sứ quán nơi này nơi đó, là nếu mà đại sứ quán của Pháp chẳng hạn là người Pháp tới là nó thấy tất cả. Thí dụ như là nha, nói các em nghe nhá. Đây là thầy có dẫn một người em gái trong họ của thầy, đó là con của cô. Nó bảo rằng là anh Trường ơi, bây giờ đó em muốn sang Việt Nam, đi sang Thái Lan bán đồ sản phẩm sắc đẹp, tức là shampoo rồi mấy cái thứ đó, tới sang Bangkok vào đại sứ quán của Pháp xin được tham tán thương mại. Nói cái này các em sẽ thèm tham tán thương mại, các bạn ngồi được đây. Đây là tờ báo cáo của tôi về tất cả công nghiệp sắc đẹp của Thái Lan. Đây là danh sách của tất cả các công ty bên Thái Lan làm về sắc đẹp. Đây là địa chỉ của họ, số điện thoại của họ. Đây là những ngân hàng nào ở bên Thái Lan mà nó ủng hộ cái việc làm đó. Tại vì cũng có những ngân hàng nó thích làm về ốc tơn, cũng có những ngân hàng nó thích làm công nghiệp vượt. Ôi, mình vừa mới bước vào mới 1 giờ đầu tiên, là giờ đầu tiên xuống Bangkok thôi, mà tham tán của Pháp đã cho một người Pháp, tại vì em của thầy thì nó cũng như thầy là có quốc tịch Pháp, là nó cho hết tất cả. Thì có phải là mình có được một cái gì rất là quý báu để mà bắt đầu, trong khi bây giờ mà các em làm sao mà đủ sức? Không, chúng ta không có đủ sức để mà sang cái nước nào, rồi xong rồi xuống phi trường rồi thì làm thế nào để kiếm được tất cả những cái kho kiến thức và cái kho địa chỉ để mà chúng ta bắt đầu cái cuộc buôn bán của chúng ta không có. Thành ra là sáng nay đó thì cũng có đề nghị rằng là trong các đại sứ quán tham tán đề nghị cho chính phủ là phải bắt đầu phải làm những cái việc đó đi để cho giúp cho những công ty nhỏ của chúng ta có cái cơ hội khi mà tới một nước nào đó là chúng ta có sẵn một cái gì để bắt đầu chứ đó. Thế thì thầy mong là cái này thầy sẽ nhắc đi nhắc lại nha, trong tất cả các buổi họp với các quan chức này là thầy sẽ nhắc đi nhắc lại để cho các em tin tưởng. Người Pháp người ta xuất khẩu mà người ta mạnh dạn lắm. Và bây giờ chẳng hạn như nói một nước như là Indonesia rồi, trong tay nó mà chưa biết gì, chưa bao giờ sang Indonesia, không sợ. Đó, nó là viền cái email cho tham tán, chúng em ngày nào tới xin anh tiếp chúng em muốn tìm hiểu về thời trang hay là muốn tìm hiểu về cái gì đó bên Indonesia, là người ta sẽ trả lời một thế. Thì hẹn em là thứ hai là 10 giờ sáng là tới, thì tôi sẽ cho các em 2 tiếng đồng hồ, tôi sẽ kêu cho các văn thư, các tài liệu. Thế thì tất nhiên là ngay buổi chiều thứ hai vừa mới bước xuống là đã có một cái gì mà bắt đầu. Thế thì chúng ta nên khuyến khích chính phủ, rất là bộ ngoại giao đấy, nhưng mà bộ ngoại giao đi với bộ công thương. Tại vì mà bên Pháp thì những cái tham vấn mà thương mại theo là từ bộ công thương sang, chứ không phải là ngoại giao.
Thế thì chúng ta phải làm cái việc đó để mà chúng ta đi buôn bán, là chúng ta có những cái nền tảng để chúng ta có thể phát triển mau hơn. Thế thì chúng ta trong lúc cũng vậy, chúng ta không có báo cáo cho nhau nhiều, không có thông tin với nhau nhiều. Chẳng hạn như là bây giờ nhé, bây giờ các em muốn đi bán cái gì ở Nam Định, hỏi ai? Hỏi ai để... hoặc là các em bán ở đâu mà? Thế còn người Nam Định nó muốn bán ở Hậu Giang thì hỏi ai đây? Hỏi ai? Vậy thì chúng ta yếu quá. Xong, một cái nước mà nói là văn minh và chúng ta đã đi vào cái thế giới của những quốc gia hùng mạnh rồi thì nó phải có tổ chức. Thế bây giờ thầy nói các em nghe, có một hôm trong cái này thầy bảo là các anh em cái này nó có đủ cái khả năng mà viết một trang về quê của mình và tôn vinh vinh danh quê của mình không? Thầy chắc là Phong thì làm được. Phong mà nói về đông đón của Phong này mọi người thua. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi những người Nam Định, em có thể viết một trang vinh danh Nam Định không? Rồi người Thái Nguyên có thể viết một trang vinh danh người Thái Nguyên không? Chúng ta chưa làm. Vậy thì làm sao mà người Nam Định này khám phá ra Thái Nguyên? Thôi phải đi tới không? Trong khi đó đáng lẽ là chúng ta cùng một dân tộc, thì khi mà chúng ta muốn khám phá Thái Nguyên, thế nội dung là người Nam Định mà rằng là trời ơi, em mới có mấy người bạn Đức là tới chơi với em mà người ta bảo là mê Thái Nguyên lắm, nhưng mà bây giờ muốn đi Thái Nguyên thì làm gì? Thì đi đi chứ, bây giờ thì tôi quyết sao không? Không được. Không, chúng ta đã sang cái thời kỳ chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta phải có những cái thông tin trao đổi với nhau, chúng ta có những cái tài liệu mà chúng ta phải cho nhau, để mà những cái người người ta tới thăm đâu đất nước chúng ta, họ phải có một cái tôi hiểu, chứ không phải là cứ đánh Google và Thái Nguyên bao nhiêu đấy cái gì như thế cũng đủ. Có nghĩa rằng là câu hỏi lại là ra, chúng ta có yêu nước không? Nếu chúng ta yêu nước thì chúng ta phải viết được một trang về làng mạc của chúng ta, thì chúng ta có làm nổi không? Khó mà dễ, dễ mà khó, tại vì chúng ta chưa quen cái văn hóa của cái người mà tôn vinh hay là vinh danh tất cả những cái gì của mình, mà mình chịu khó nỗ lực bỏ một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần để mà viết một cái gì thật hay, chụp đi chụp ảnh những cái nơi thật đẹp, trong này tống hành một cái cuốn mà một cái văn bản mà bảo rằng là bạn nào tới Bến Tre là bạn tôi tặng bạn cái cuốn đó, là sau đó là bạn sẽ yêu Bến Tre. Các bạn có làm nổi thế không? Nếu các bạn làm nổi thế đấy, thì thầy sẽ trả tiền để mà in cái cuốn sách vào. Mặc tại vì cái tiền để làm gì? Tiền để làm gì? Đó. Thế thành ra là cái đó là trong cái cuốn sách mà cân đốc quản trị này thì nó gọi là văn hóa báo cáo. Nhưng mà đây không phải là văn hóa báo cáo trong công ty, mà nó là cái văn hóa trao đổi thông tin một cách rất là rộng rãi giữa các người Việt Nam với nhau. Em ở Hậu Giang, em ở Nam Định, em ở Thái Nguyên, em ở Lào Cai, em ở Điện Biên, em ở đâu đấy thì mình biết tất cả những gì. Các bạn tới Điện Biên, các bạn đi như thế nào để mà khám phá Điện Biên trong 48 tiếng, hay là trong 24 tiếng, hay là trong 4 tiếng, bạn nên làm cái gì? Và bạn có cái gì để mua ở đây? Có những làng nghề nào các bạn phải vào? Thế rồi bây giờ này, thì xin nói thêm, và cái này là cái du lịch về du lịch xanh mà các bạn có thể làm được. Mà cái này này là cái hướng đi khởi nghiệp đây, bạn nào mà thiếu ý tưởng về khởi nghiệp thì nên làm cái này, là tạo nên những con đường kỳ diệu cho du khách. Những con đường kỳ diệu là gì? Con đường về trà, con đường trà. Bạn xuống Hà Nội nhé, bạn xuống Hà Nội đó là chúng em có người đón các bạn, và từ Hà Nội là sẽ đưa các bạn đi đồi này đồi đó, xong rồi đồi của Thái Nguyên, đồi gì đó. Tất cả các loại trà người ta ướp trà làm sao, rồi đi qua Bát Tràng sẽ được trông thấy tất cả đồ gốm về trà, rồi xong rồi các em sẽ được uống trà, các em sẽ ướp trà để xem tất cả những thứ đó, là các gọi là cái đường về trà. Tức là một người nước ngoài mà muốn hiểu cái trà Việt Nam nó là cái gì thì mua luôn cái vé vào cái con đường kỳ diệu của trà, là lúc đó là khám phá là bao nhiêu tất cả. Thầy nói luôn nhé, cái này là cái hướng khởi nghiệp, đó là cho chúng ta là cả chục ngàn người làm vẫn còn thiếu ấy. Nếu mà bạn nào mà hứng chí là nên làm đi.
Tại vì bên Pháp đó nha, nó luôn, bên Pháp nó làm những cái đường kỳ diệu về rượu. Và những cái con đường đó là nó người lắm. Mà không những thế, là người ta đi đó là tới đâu đó cứ mỗi một stop mà 20 cây 30 cây đó thì nó có một cái chateau, cho nên nó gọi là chateau gì đấy, tên rượu nó là chateau này chateau nọ đó. Và cứ mỗi lần chateau đó là mấy người du khách là người ta lại mua 20 chai, thành ra đến khi người ta về nhà ta mua 100 chai, người ta mua 100 chai. Nhưng tại sao người ta mua 100 chai? Tại người ta ra siêu thị thì nó là 25 euro, và người ta mua tại cái nơi sản xuất đó là nó có 10 euro thôi, nó cùng cái chai đó. Ơ trời, người ta vừa đi chơi, người ta vừa mua rẻ. Mà nó là cái cuộc đi chơi văn hóa. Tức là các bạn đừng có làm cái đường kỳ diệu vì để bán trà hay là để bán rượu. Các bạn làm cái con đường kỳ diệu đó để cho mọi người thấy cái văn hóa của người Việt chúng ta, văn hóa trà của chúng ta như thế nào. Nhưng mà chúng ta sẽ làm đường cà phê, chúng ta sẽ làm những cái... Nó nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm. Đường đông đóm, đường bướm bướm, đường văn hóa những thứ. Đường dừa là bà. Đường dừa. Không có biết không, thầy mới đầu là thầy muốn làm cái hệ sinh thái dừa và hệ sinh thái sen. Hệ sinh thái sen là phải có Phú Yên, phải có Huế, phải có Hà Nội, phải có Bến Tre, phải có Đồng Tháp. Bây giờ đó cái đó là đường kỳ diệu sen, mà tất cả những cái công nghệ công nghiệp về sen, trời ơi, nhưng là đường mít. Cái này là thầy không nói đùa, là cái này nó là cái hướng mà có thể khai thác được. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà các em mà muốn mà thật tích cực là bây giờ mình những nơi nào mà có sen mình phải viết một cái bài mà nó tôn vinh một cái tưng bừng hoa lá cái nơi đó. Sen ở Huế bây giờ có người rồi, mình có sen, người sen ở Phú Yên rồi, mình có người sen ở đấy rồi, bao nhiêu nơi có sen rồi, mình đã có người viết rồi, mình đã có người làm rồi. Thế bây giờ nhé, con đường xoài, con đường kỳ diệu của sầu riêng, con đường kỳ diệu về thanh long, con đường kỳ diệu của cái gì đó. Đấy. Và nếu mà mình có thêm văn hóa, tức là mình cái con đường đó là mình cũng đi qua những nơi người ta làm những dụng cụ để mà khai thác, rồi những nơi đó là người ta có cái những cái văn hóa múa, ví dụ như là những cái buổi mà lễ những cái đêm qua là chợ ma là chiếu văn hóa chiếu. Thế mình nói rằng là bây giờ là cái đường kỳ diệu chiếu thì cái nơi sản xuất chiếu, nơi người ta vẽ chiếu, nơi người ta thì có phải rằng là chúng ta làm những việc đó là chúng ta vinh danh nước mình mà mình có những việc mà ý nghĩa. Chứ còn riêng thầy đó thì thầy nghĩ rằng là đất nước chúng ta tất nhiên vẫn cần công nghiệp, vẫn cần công nghiệp nặng, nhưng mà cái hướng đi đó là phải có thôi, nhưng mà không phải là cái hướng mà chúng ta phát triển đất nước mà nó một cách bền vững. Thì làm thì vẫn có thể làm. Nhưng mà cái hướng bền vững là cái hướng mà cái dân tộc chúng ta sinh ra để làm cái gì. Các em biết không, các em đi máy bay, các em nhìn xuống đất nước thì các em hiểu cái đất nước mình là có cái chức năng gì. Nước Việt Nam là một nước Việt Nam, nước và trong khi đó là ví dụ nước Anh ấy, mình gọi là nước Anh ấy, nhưng nó là England, land là đất, Netherlands, England, Deutschland, đất hết, và nước Việt Nam là nước. Tại vì em lên trên trời em nhìn xuống nước nhưng mà lên trên trời nhìn xuống á, các em biết nó rất lạ nha, lên trên trời nhìn xuống, nhất là khi có nắng mà nó chiếu xuống đất nước mình chỉ nhìn thấy nước, thế mới là cái nước này không có đất, nó chỉ có nước thôi. Thì trời ơi, nếu thế đó thì nước chúng ta rất đặc biệt, bởi vì có rất nhiều quốc gia không có nước, không có sông, không có biển luôn nữa. Nước chúng ta là nước rất đặc biệt. Thế thì nói thế thì các em thấy rằng là nó có cả cái hướng đi mà thế bây giờ đó là thầy vừa mới tạo nên với bạn Đỗ Tất Lợi cái nền trà, cái nền trà nó bây giờ đó là nó gần 400 thành viên mà 35 nhà trà của Việt Nam ngồi hết vào trong đó rồi, 35 nhà trà nhé. Bây giờ em được làm cái đường yến đi đó, sẽ bán được nhiều yến hơn nhiều, và du khách họ sẽ vui lắm, mà tại vì là họ cũng muốn leo trèo, tại người ta tìm hiểu rửa yến làm sao, rồi những dụng cụ làm yến làm sao, rồi ăn uống yến làm sao, rồi nó bổ thiệt hay không bổ nó ra làm sao, tất cả những cái đó là người ta muốn biết. Tại vì du khách bây giờ nếu mà người ta sang một cái nước nào mà chỉ có biển thì lắm, người ta chỉ sang 3 ngày thôi. Chứ nếu mà muốn mà người ta đem con đi rồi dạy con rồi rằng là bây giờ là năm nay là cho các con đi để học là cái nước nó làm yến, nó là thực sự là cái giáo dục cái trẻ con. Bây giờ nước ngoài bây giờ là người ta đi thế, chứ người ta không có đi mà đi kiếm cái biển không đâu.
mà cái nước Thái Lan như vậy là sẽ thua mình. Tại nước Thái Lan nó có biển đẹp lắm, nó có những khách sạn đẹp lắm, mà nó có những một cái phong cách đón đưa khách rất là bài bản. Nhưng mà chúng ta là cái nước mà cái sự chủ phú đó nó đặc trưng hơn, nó riêng tư hơn, để chúng ta có thể làm tất cả những cái đó. Đấy, thế thì đó là một hướng để phát triển. Riêng thầy đó thì thầy nghĩ rằng là chúng ta còn có những cái điều mà rất hay. Các em có biết rằng là bây giờ đã thế giới đã càng ngày càng ăn uống cái ẩm thực càng ngày càng ăn nhiều cơm chay. Bây giờ khi cơm chay ăn càng ngày càng nhiều. Cơm chay bất chân xác mắt lên. Thế nhưng mà cái cơm chay á thì thầy nói luôn, không có nước nào có cơm chay ngon bằng cái nước Việt Nam. Đó, các em còn làm những cái đường kỳ diệu với cơm chay, rồi đi nhặt rau rừng. Trời ơi, nhặt rau rừng, các bạn bây giờ gọi là đường kỳ diệu vào rừng để mà đi tìm nấm, đi tìm rau ăn cơm chay. Tuyệt vời. Cái này thầy thầy nói yếu tố sản phẩm là nó cảm xúc ở đó. Tất nhiên chứ, mình bán cảm xúc ở đó. Dạ vâng. Thế thì thành ra là đây là thầy mở cái hướng suy nghĩ cho các em thôi, chứ thầy không nói là làm cái đó là tất nhiên là vẫn phải nghiên cứu xem nó khả thi như thế nào. Nhưng mà người khác người ta làm được thì mình cũng làm được. Và song song đó là chúng ta đang có một phong trào xây dựng homestay, homestay tức là bây giờ đang làm, nếu mà đi đến đâu chăng nữa thì cũng có chỗ ngủ, cũng có chỗ ở. Mà song song đó là các đồng bào dân tộc của chúng ta cũng mở ra để có đón tiếp đồng bào dân tộc của ta. Bây giờ khởi khởi mở ghế lắm. Mà thành thực ra là chúng ta có đầy đủ tất cả những cái thành phần mà góp lại nó trở thành cả một cái kỹ nghệ du lịch. Thành ra là chúng ta làm đi. Và bây giờ nói Đồng Tháp, tới Đồng Tháp thì thầy còn nhớ là cách đây 3 năm gì đó thầy có về đây thì bác Lê Minh Hoan có bảo thầy rằng là thầy ơi thầy hôm nay thầy nói mạnh cho em. Bác nói với thầy vậy thì thầy cũng nói thầy cũng hơi chủ dạ, thầy nói cũng hơi mặt tiền. Nhưng mà cái gì thầy nói? Thầy nói rằng là bây giờ giả sử như là một nước của Singapore, mày bảo mày với tao đổi nhau, tao cho mày Đồng Tháp là mày tao lấy Singapore. Tặng liền. Dù là cái Singapore nếu mà dù Singapore nó đáng giá gấp 10 lần Đồng Tháp, nếu mà cái giá mà đã mua nó đáng giá 10 lần, nhưng mà dù Singapore đổi nhiều. Tại sao? Tại vì cái tiềm năng của Đồng Tháp to gấp trăm lần cái tiềm năng của Singapore. Singapore không có sông, không có nước, biển nó không tắm được. Thấy là ở Singapore một năm rồi đi tìm biển là rất tốt, phải thua. Singapore phải lấy máy bay đi Phuket thì tắm được. Tại vì biển nó là nó có ngấm dầu, nó toàn là những petroleum cái gì nó xung quanh nó ngấm dầu, tàu nó tắm được. Đi mà tắm mà để cho đầu số ngay lên lên cái thì thấy là bỡ. Theo nghe nói là cái bãi biển của Thái Lan, thầy nhắc Thái Lan này, bãi biển Thái Lan và cái điểm du lịch Thái Lan vẫn không đẹp bằng Việt Nam, nhưng mà cái chất của Thái Lan họ vẫn nước Thái Lan được chứ, nước Thái Lan nó tẻ lắm. Dạ. Mình ở một ngày thì được, nhưng ở hai ngày nó tẻ lắm, mà ăn mà cứ tôm dầm mãi nó chán lắm. Mà Việt Nam mình có những đặc trưng mà các em sẽ bất ngờ. Mà thầy làm cái đền này cái khám phá rồi. Ngoài cái việc đóng bóng bộ phòng này. Nhưng mà thật nhá, đóng bóng bộ phòng cũng làm cái đặc trưng. Các em có biết nước nào là cái nước mà trà xuất hiện lần đầu? Việt Nam. Trà xuất hiện cho loài người là tại nước Việt Nam. Nước Việt Nam là nước đầu tiên uống trà. Mà cái này là được UNESCO công nhận, được Trung Quốc công nhận, được cả thế giới công nhận một cách chính thức, nước Việt Nam là nước chế ra trà. Mà có một bạn thầy quên tên rồi, bạn ấy viết một cái cuốn sách 800 trang, và bạn ấy viết về lịch sử của trà từ cái thời mà trà xuất hiện. Thì các em mà đọc xong cái cuốn đó, các em ấy dâng các em ấy bảo là khiếp quá về nước Việt Nam. Thế nhưng mà này, thầy hỏi nhé, cái thằng Singapore đó, nó bán đó, mà nếu mà cái số trà nó bán trên thế giới nó bán gấp 3 lần tất cả cái số nước Việt Nam mình bán trà, bán gấp 3 lần. Mình cũng phải tự nhìn mình chứ, mình sao lại mình để cho một quốc gia nó không sản xuất trà, nó bán 3 lần trà cái số của mình, nó hơi, chúng ta hơi nhột. Mình phải chiếm lại.
vị trí của mình. Các em có biết nước nào là cái nước mà vô địch thế giới về thảo dược không? Việt Nam. Trên toàn thế giới cái nước mà có thảo dược nhiều nhất là nước Việt Nam. Và thậm chí là chúng ta rau mà rau ăn rau thơm là những cái nước, những cái quốc gia mà xài rau thơm để ăn thì có vài nước. Và tất cả các quốc gia mà ăn rau thơm thì họ chỉ ăn một hai rau thơm, trong khi nước chúng ta là ăn là chúng ta nên có đấy phải 20 loại rau thơm, và rau thơm nào cũng ngon hết. Vậy thì các em mà thảo dược rau thơm rồi rau rừng nước chúng ta cũng vô địch thế giới. Bây giờ chúng ta còn vô địch một cái điều khác nữa đó, mà nhờ mình làm cái nền mà mình mới khám phá ra, là cái hôm là làm cái nền mà Nhung đưa mình đi rồi làm cái nền ở Mỹ Tho, thì làm cái nền Mỹ Tho mới gặp một bạn tên là bạn Hương Lan. Bạn Hương Lan mới nói rằng là thầy ơi, em là lãnh đạo của một công ty nước nước khoáng, nước khoáng, mà cái nước khoáng này đó, thế giới đó nó chỉ có 4 nơi mà có nước khoáng như thế này trên toàn thế giới rồi, mà một nơi đó là ở Việt Nam, ở ngay giữa của Mỹ Tho, 400 thước Biosan nước khoáng, nó gọi là gì, kiềm nước khoáng kiềm, nước acid thì mình uống vào nó thì mình dễ bị ung thư, cái nước kiềm là nó còn chữa ung thư. Nước Việt Nam mình là 4 điểm duy nhất trên địa cầu, một trên 4 điểm duy nhất trên địa cầu là có nước kiềm ở ngay dưới đất của mình. Thầy uống nước kiềm mỗi ngày nó đắt hơn tí, và cái chỗ nước nước kiềm của mình ấy, nó nhiều đến cái độ mà người Nhật người ta sẵn sàng, người ta sang người ta mua cái suối đó, suối ngầm 400 thước ấy, người ta sẵn sàng mua đó, cái suối đó 1 tỷ đô la, 1.000 triệu đô la cái suối đó, mà mình không ăn. Nói thế thì các em thấy rằng là trời đất ơi, cái đó là bây giờ thầy vừa nói từ đấy rồi bao nhiêu thứ thì nó là bằng chứng rõ ràng cái vũ trụ này ông thương cái nước này kia lắm, ông thương lắm. Đấy, mà chúng ta tất cả cái giờ của chúng ta là chúng ta hiểu không cho nhiều quá rồi thì em cứ nằm hát về nó. Thôi bây giờ chúng ta đã mang tiếng là đi vào cái nhóm của những quốc gia hùng mạnh, những nhóm quốc gia có tiềm năng kinh tế, thì chúng ta bây giờ là chúng ta phải sống mà nền nếp hơn, nền tảng hơn, căn cơ hơn, và chúng ta phải tự tin hơn. Bây giờ đi đến đâu đó mình gọi là giống như Dương Dư ngồi gì này, anh ạ, anh có biết là tôi là người Việt Nam không? Được nghĩa đó. Thì trước đây mình là người Việt Nam, không biết mình đã nói mình là Việt Nam không? Nhưng bây giờ ta là nhớ nha, các anh gặp người Việt Nam là các anh may mắn lắm. Tôi là người Việt Nam đó. Mình bây giờ là mình phải như vậy, tự tin. Thì nếu mà nhìn cho cùng thì tất cả những cái tiềm năng về nông nghiệp của chúng ta là những cái tiềm năng mà chúng ta có thể đánh giá là cao. Tuy nhiên chúng ta có một vấn đề rất là lớn là về mặt nông nghiệp đó, là nước Trung Quốc đang hướng về cái việc là nước Trung Quốc sẽ có cái nền nông nghiệp mà họ không có nhập khẩu nữa, họ cố gắng là họ đang đi tới cái hướng là không nhập khẩu nữa. Thế thành ra là chúng ta phải có những cái biện pháp tự cứu chúng ta, chứ còn nếu không thì nước Trung Quốc mà không mua chắc chắn là sẽ còn mua sầu riêng là chắc chắn rồi, chắc chắn là thế nào cũng mua xoài, nhưng mà xoài thì cũng không có 100% là chắc chắn, thế nhưng mà sầu riêng là chắc chắn, còn thanh long là khô rồi, thanh long nó mua nó đâu, mức như đang trồng được một số vùng trồng sầu riêng thế này nhưng mà sản lượng thì chắc nó đáp ứng được, nhưng làm sao đáp ứng được, người Trung Quốc mà sầu riêng thì thôi cái vị nó không ngon thế này. Thế chắc phải nhờ Lan không, chứ em có hỏi đó bác người Trung Quốc nhập sầu riêng, hỏi cái sầu riêng Hải Nam á, cái vị họ nói là rất đậu. Nhưng mà cái Thái Lan này vừa rồi nó liên quan tới chuyện sầu riêng, em thấy một cái ông Thái Lan ông đưa ra cái chuyện rất là hay, ông chỉ ấn vào cái nhu cầu của người tiêu dùng. Mà Thái Lan vừa rồi là công bố được một cái phát minh là nhân được một cái giống sầu riêng không mùi. Sầu riêng không mùi, không mùi, không có mùi,
bởi vì đó mình vừa trước mình có coi một cái video clip mà cái người nước ngoài châu Âu bổ trái sầu riêng ra là nó gọi là ối, là nó khủng khiếp cái mùi đó. Mình ăn được sầu riêng thì mình không cảm giác được cái mùi, nhưng mà mình có những người ở đây mình tôi gặp rất là nhiều nghe được cái mùi sầu riêng mà cảm giác như nó là cái gì đó khủng khiếp lắm, nó mùi thối, mùi khủng khiếp. Mà sầu riêng nó thế là nó bắt được cái trend đó và nó nhân được một cái giống là sầu riêng không hùng, nó giải quyết một cái phân khúc thị trường nó cực kỳ khủng khiếp. Như nãy thầy lúc nãy thầy có nói câu chuyện là ngon là ngon như thế nào, ví dụ như em ngon lắm em ngọt, nhưng mà có những cái nhu cầu là khách hàng ta muốn nó có vị chua vị khác thì cái sản xuất của mình làm sao nó đáp ứng được cái nhu cầu phân khúc khách hàng nào đó mà mình đang hướng tới. Chúng mua thì mình quý cái sản phẩm của mình lắm, nhưng mà khách cần hay không là một cái câu chuyện đó, em nghĩ nó cũng lớn. Và làm sao giống như sáng có câu hỏi như hôm trước á, tôi 15 cũng có câu hỏi nó giống như cái câu chuyện mình đặt ra là tôi sản xuất ra rồi, sản phẩm tôi đẹp lắm, ngon lắm, tốt lắm, mà tôi bán không ăn được. Cái bài toán này cũng là một cái bài toán lớn cho các bạn khởi nghiệp, em nghĩ là vậy. Vì có cái đó là thế này nè, đây là một cái khó khăn kinh khủng về mặt văn hóa nông nghiệp, là chúng ta chưa có một cái văn hóa sản xuất ra một cách đều đặn những cái sản phẩm giống nhau. Thí dụ như là người ta sang mua mình, người ta bảo rằng là trời ơi sầu riêng mình ngon quá, thế nhưng mà người ta bổ cái trái gì người ta thấy nó ngon đó rồi, thế thì người ta bảo rằng là bây giờ ta cũng bán sang nước tôi mà tương đấy lô sầu riêng thì trái nào là trái ngon, một trái nào là trái không ngon. Trong khi đó, nếu mà mình mua ở Israel cái gì khác là nó 1 triệu trái và trên 10 năm trái nào giống trái nào, dù nó không phải là ngon xuất sắc hàng như tất nhiên giảm tệ, nhưng mà nó giảm tệ đều có nghĩa là những cái người mà ăn cái Israel là chắc chắn nó bị nặng trái đây, có nghĩa là những siêu thị nó thích mua ở Israel hơn. Tại sao? Tại vì khi nó trưng bày nó không phải thử, tại vì mình là chủ siêu thị thì mình phải thử xem là xoài của mình có ngọt không. Nhưng mà khi mà nó trông thấy chẳng hạn như là xoài này là xoài 123 của Israel đem sang, là nó biết là nó là vậy rồi. Mã sinh học thì cái đó là cái văn hóa mà chúng ta phải đi tới. Tại vì chúng ta nghe từ hàng chúng ta là xuất sắc nhất, ngon nhất, nhưng mà nhiều khi có mấy kỳ ví dụ vậy, có mấy kỳ nhiều nhiều cái số mấy tới còn lại đưa cho lần này biết lần này gọi là hết sao vậy. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền.